Chặng bay du lịch ngắm cảnh sông Hồng từ trên cao có thời gian 15 phút cất cánh từ Hà Nội hướng về phía khu đô thị sinh thái Eco Park. Công ty bay trực thăng miền Bắc đã đầu tư 2 máy bay loại nhỏ Bell 505 do Mỹ sản xuất để phát triển dịch vụ trực thăng chuyên phục vụ du lịch, dịch vụ bay ngắm cảnh theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới ở những góc nhìn mới. Đối với bay trực thăng Bell 505 thì cái cabin của nó là toàn bằng kính thôi. Tâm ra cái tầm nhìn của nó và khi cái hành khách, du khách ngồi trong máy bay thì cái cảm giác bay lượn trên không trung nó rất là rõ rệt. Cái tính độc đáo và cái tiện ích trải nghiệm của Songhong Heli Tour là có lẽ là chỉ cần từ khi có ý định cho đến khi thực hiện một chuyến bay trong vòng một tiếng, cả bao gồm đi lại xong là có thể trải nghiệm được một cái dịch vụ độc đáo. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay của các du khách, công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn trước chuyến bay luôn được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Với thiết kế đặc biệt, cabin máy bay toàn kính, du khách có cơ hội được khám phá những địa danh quen thuộc của thủ đô Hà Nội như cầu Long Biên, thành Cổ Loa, làng gốm Bát Tràng, khu sinh thái Eco Park, Vinhomes Riverside dưới góc nhìn đặc biệt. Chúng tôi sẽ bay ở độ cao khoảng 1.000 feet thì tương đương khoảng 300 mét so với cả địa hình. Thì ở khoảng cách này thì chúng ta có thể quan sát rõ nhất là các quang cảnh ở phía dưới. Mình cũng rất là ấn tượng với cái dịch vụ của công ty trực thăng miền Bắc, thì mình cũng thử sử dụng dịch vụ và mình thấy là một trải nghiệm cũng rất là ấn tượng, rất là đáng nhớ. Mình ở dưới đất mình nhìn thì nó rất là mọi thứ nó chỉ nhìn được con đường, con phố với lại xe cộ đi lại, nhưng mà nhìn từ trên cao mình nhìn được tổng quan, mình thấy phối cảnh với lại rất nhiều khung cảnh thì nói chung là cảm giác nó khác hẳn. Rất là tuyệt vời. Thời gian tới, công ty trực thăng miền Bắc sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ du lịch này nhằm mang đến những dịch vụ bay ngắm cảnh theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp các du khách đến đây được trải nghiệm dịch vụ an toàn, thú vị và đẳng cấp, góp phần phát triển, quảng bá ngành du lịch Việt Nam đối với khách hàng trong nước cũng như quốc tế.